Xin chào các bạn. Hôm nay có một bạn khách qua đây chơi nhưng mà bị lủng bánh. Chốt luôn bộ stop go nhá, bộ vá xe để mình test bơm. Bơm xong rồi vá luôn. Đây, bị lủng đây này. Bơm xong rồi vá luôn ha. Ra vá xe đi. Ôi, ra vá xe. Số đẹp luôn. Tháo ra vá xe nào. Thầy chỉ làm một lần thôi nha. Rồi, tháo đầu tiên là mình phải tháo, tất nhiên là phải xe này là cắm vào bình. Cắm vào bình luôn. Đấy, bộ vá xe stop go chính hàng nhập khẩu Mỹ, bảo hành 1 năm. Bấm cái cái lỗ này đi, hình như lỗ này. Rồi to nha. Không để bạn nằm đụng cho ơi. Đây là dài con thân này. Nhìn đi em, nhìn không sao mà bán đấy. Rồi, ở đây sẽ có cái tàu sạc này. Ví dụ như dòng xe Exciter 155. Ủa, anh Exciter 156. Exciter 155 này là gắn vào như gì luôn, gắn vào cái lồng luôn, như giống như ô tô ấy. Còn mình không có thì mình sẽ dùng. Đây, mình sẽ dùng cái cắm bình. Cắm điện bình. Bạn nào mà sờ hết bình á, thì nổ máy lên nhá. Đây, cực đỏ, cực dương. Rồi, bạn nào sờ hết thì ấy, nổ máy lên. Đầu tiên mình phải bơm xe trước thử cái đã, xem có phải lủng đóng đã. Bánh này bơm khoảng 2 tỷ mấy đi, 2 tỷ rưỡi luôn. Đây. Nâng lên này. Ui xì kìa. Hèn gì bấm lên. Anh để tay vô đây nè. Ôi giời ơi. Nó xì nhẹ nhẹ ra. Rồi. Cái này là gió lủng rồi nhá, nên là mình không bấm nữa nhá. Tí nữa mình bấm sau. Ok. Cái này mình tạo cái rảnh trước, cái đường đi. Với cái này lủng đấy đúng không? Chọn vô này. Đó, ok chưa? Nó tạo cái đường đi này, cái lỗ này này, lỗ này hơi to. Úp, có đùng luôn đấy. Này bấm nổi luôn. Rồi, tiếp theo mình sẽ dùng cái này. Mình sẽ vặn vào ha. Và mình kiểu mình tạo cái đồ nhám á. Đây, đồ chú này, hôm nay ăn cơm thôi. Đồ nhám này, đúng không? Tạo cái đồ nhám này, đó, giống như mình vá xe thôi. Rồi, xong, tạo khoảng 5-7 lần gì đó nhá. Ok. Tiếp theo là mình sẽ dùng cái nấm. Nấm đây, có dao đi kem sẵn ha. Mình cắt lấy một cái nấm ra đi. Đây là cái nấm này. Nấm này thì mình cho vào đây ha. Mình quay cái đầu này. Quay ra đi. Quay ra này. Quay ra cho nó tuột vào trong này. Xong. Giờ mình cho cái này vô lại này. Cái này vào đây. Rồi. Mình bắn ra. Cái này giữ lại đây nhá. Giữ lại đây để ép cái nấm vô. Rồi cái nấm đâu, cái đâu nấm to nằm ở đây. Vô đây. Mình vặn vô. Cái này giờ nó xịt vô. Ở đây các bạn canh cái lục giác nhá. Cái lục giác của mình là mình đã vẽ một cái đường chỉ ở cái chỗ dưới tay kìa. Đó. Mình sẽ vẽ một cái đường chỉ nhá. Khi nào vặn hết cái đường đó, nó vào sâu đến cái chỗ mà cái tay cầm á, thì nó đã hết rồi nhá. Hết rồi, mà vặn cũng nặng tay. Thì vặn đến đó thì có vặn nữa cũng không được nữa đâu, vì nó hết rồi. Rồi nó đẩy cái nấm vào trong cái bánh xe thôi á. Đó. Mình lưu ý cái đó nhá. Mình sẽ vẽ cho một cái đường sẵn luôn. Để khi nào mình vặn vào hết á là nó không vặn được nữa đâu. Là khi đó là coi như xong rồi, là cái nấm nó đã tuột cái đầu nấm á. Cái đầu nấm nó vào bên trong cái vỏ xe rồi nhá. Tới vô đây. Tới vô đây. Giờ mình vặn ra. Vặn ra thì để lại cái này nhá. Đây. Đây, quay vô đây. Quay vô đây là thấy này. Vặn vô.
đó, nó kiểu cái nấm nó tuột vào trong á, nó tuột vào trong. Còn cái này thì mình xoáy ra đi này, bật ra đây, nó trục nó ra ha. Rồi, ok chưa? Giờ mình bơm, quay lại bơm xe, gắn nó bơm vô. Đó, như đã nói rồi á, thì cây tẩu này chỉ dành cho một số xe chuyên dùng có thôi. Đơn giản như chiếc Exciter 155 mới ra là nó sẽ có cái tẩu này gắn vào như zin luôn. Cứ gắn đi đài em, xoay sáu. Đó, gắn cây gì màu đỏ là cực dương, yêu công á. Đơn giản lắm. Còn màu đen thì gắn cái cực con lại thôi. Màu đỏ thường màu đỏ đó, nó đi chung này. Cả xe lam nó làm giống nhau. Ok chưa? Rồi, đã lên đèn sáng đèn lên kìa. Con này là lùng to quá nên là không có vả được. Tệt tệt rồi em ơi. Sau khi bơm căng rồi nha, sau khi các bạn bơm vỏ rồi, từ từ cắt nha. Bơm trước rồi mới cắt, lưu ý cái này nhá. Bơm trước rồi mới cắt. Rồi, bơm xong rồi mình cắt này. Mà cắt cái dao này thì có sẵn ở trong bộ rồi. Có sẵn ở trong bộ á. Cắt sạt sạt tỉ bình được. Thế chưa? Rồi, ok. Mang nước ra thử. Mang nước ra thử xem. Ok luôn. Rồi, xong. Đã test thành công một em MT03. Rồi, cảm ơn các bạn nhá. Chúc mừng em trai.